Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 31 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 8, công tác trọng tâm tháng 9 năm 2017 và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố năm 2018. Nguy cơ bùng phát bệnh sốt xuất huyết trước dấu hiệu tăng nhanh và lan rộng trên địa bàn thành phố. Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm làng nghề truyền thống, vấn đề còn bị bỏ ngỏ, cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 8, công tác trọng tâm tháng 9 năm 2017 và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố năm 2018. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị, cùng dự có đại diện các ban Trung ương Đảng. Điểm nổi bật về công tác lãnh đạo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trong tháng 8 là tăng cường các buổi làm việc trực tiếp với các địa phương sở ngành nhằm tập trung tháo gỡ những vấn đề còn khó khăn vướng mắc, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được giao với quyết tâm phải tạo chuyển biến rõ trong thời gian ngắn. Trong tháng 8 và 8 tháng năm 2017, thành phố tiếp tục là một điểm sáng về tăng trưởng kinh tế của cả nước. Một số ngành lĩnh vực có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, vốn đầu tư, thu ngân sách. Tiếp tục khởi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông đô thị thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2017, đặc biệt là khởi công các công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, chuẩn bị khánh thành cầu Tân Vũ Lạch huyện, khởi công dự án tổ hợp sản xuất ô tô VinFast, cầu vượt nút giao thông Nguyễn Bình Khiêm. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự trị an được bảo đảm, văn hóa xã hội, an sinh phúc lợi xã hội được quan tâm và thực hiện tốt. Hoạt động kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 được tổ chức rộng khắp thiết thực. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vận động quần chúng tiếp tục đổi mới đạt hiệu quả cao. Cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân phấn khởi, tin tưởng trước sự phát triển mạnh mẽ của thành phố về kinh tế xã hội, sự thay đổi diện mạo đô thị, kết cấu hạ tầng giao thông. Các ý kiến tại hội nghị đề nghị cần đẩy nhanh triển khai các dự án đã được Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố thông qua nằm trong kế hoạch đầu tư công năm 2017, tăng cường giải pháp thu ngân sách nhằm bảo đảm kế hoạch của năm 2017, trong đó cần quan tâm thanh kiểm tra chuyên đề, lập danh mục đầu tư và các dự án sử dụng vốn vay. Đối với công tác giải phóng mặt bằng cần tập trung cao hơn nữa công tác lãnh đạo chỉ đạo, xem xét trách nhiệm cán bộ đối với các địa phương đơn vị để chậm tiến độ. Các ý kiến đề nghị cần có cơ chế chính sách để nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Hiện nay tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố tăng đột biến, thành phố cần có biện pháp để sớm hạn chế tình trạng này. Đối với công tác xây dựng Đảng cần tiếp tục kiện toàn cán bộ ở những sở ngành địa phương đơn vị còn thiếu và phê duyệt quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, nghiên cứu nhân rộng việc tổ chức chào cờ đầu tuần tại các cơ quan đơn vị trên toàn thành phố. Đối với việc thực hiện đề án tinh giản biên chế cùng với nghiêm túc triển khai theo hướng dẫn của Trung ương, cần căn cứ vào thực tiễn của thành phố để đề xuất, kiến nghị những nội dung phù hợp với tình hình của thành phố. Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018, trên cơ sở phân tích tình hình chung của thành phố và những mục tiêu đặt ra trong kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm, các ý kiến đề nghị cần phải phân tích sâu sắc và cân nhắc các chỉ tiêu trong tổng thể mục tiêu của cả nhiệm kỳ, trong đó chỉ tiêu thu ngân sách xem xét ở mức phù hợp với tình hình thực tế của thành phố, có thêm chỉ tiêu về phát triển khu cụm công nghiệp. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đánh giá. Về tình hình kinh tế xã hội tháng 8 cũng như là 8 tháng đầu năm, phải nói là rất là phấn khởi. Tất cả các cái chỉ tiêu của chúng ta đều rất là cao. Ngành công nghiệp chúng ta tiếp tục duy trì 8 tháng là hơn 20%. Rồi thu ngân sách tuy là chưa có đáp ứng được cái yêu cầu, nhưng mà phải nói là trong 8 tháng đã được trên 13.000 tỷ thu nội địa. Thế còn ngân sách địa phương là sắp xỉ 15.000 tỷ. Những cái chỉ tiêu như thế là chúng ta thấy rất là mừng. Thế và cái nổi bật đấy, trong cái tháng 8 ấy, thì phải nói là cái thu hút đầu tư, giải quyết thủ tục đầu tư cho các doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Các cái dự án lớn chúng ta tiếp tục được triển khai. Nhất là chúng ta đã hoàn thành tất cả các thủ tục trong vòng khoảng 2 tháng từ chuẩn bị đề án, chuẩn bị mặt bằng để tiến tới mùng 2 tháng 9 này chúng ta khởi công một cái nhà máy sản xuất chế tạo ô tô VinFast với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 35.000 tỷ đồng, giai đoạn 2 thì tăng tiếp tục lên. Thì đây là một cái nhà máy sản xuất chế tạo ô tô đầu tiên ở Việt Nam và sử dụng đến 25.000 lao động và thu ngân sách ở thời cao điểm là trên 20.000 tỷ đồng. Thì đây một cái bứt phá
trong ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, đánh dấu một cái mốc son lịch sử trong cái phát triển công nghiệp của thành phố Hải Phòng. Và chúng ta đánh giá cái thu hút đầu tư có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, và trong tháng 8 vừa qua thì trước hết là trung tâm xúc tiến, ban quản lý khu kinh tế, các ngành, đồng chí đã có rất nhiều cố gắng. Thì đây là cái thành công nhất có thể nói là trong cái thực hiện phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư trong cái giai đoạn vừa qua. Điểm thứ ba mà chúng ta vẫn phải khẳng định là cái kết cấu hạ tầng giao thông. Trong tháng 8 chúng ta đã khởi công hạ tầng Bắc Sông Cấm. Đây là một cái dự án có ý nghĩa rất lớn đối với thành phố chúng ta. Rồi các công trình kết cấu hạ tầng giao thông tiếp tục khởi công một số dự án. Ở phía Thủy Nguyên thì chúng ta tiếp tục khởi công cái đường 359. Thế rồi Vĩnh Bảo thì chúng ta đã khởi công cái đường vào đền Cụ Tràng Trình. Rồi các công trình đang thi công như cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Hàng, cầu Đăng, cầu Nguyễn Bình Khiêm, công trình thế đều quan sát tiến độ. Sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố, sự cố gắng của các cấp các ngành thì chúng ta vui mừng với những cái kết quả đạt được. Một số các cái điểm mà có thể cũng rất là quan trọng mà chúng ta đã làm được, chuẩn bị tốt cho khai giảng năm học mới, rồi các cái lĩnh vực về y tế, giáo dục, các ông chí cũng đã có những cái chuyển biến rất là tích cực. Công tác xây dựng Đảng thì cũng có nhiều cái chuyển biến trong công tác cán bộ, thực hiện được một số lĩnh vực, rồi chuẩn bị cho đại hội của Đoàn Thanh niên, rồi đại hội cựu chiến binh, chúng ta làm rất là tốt. Về tình hình chung ấy, về kinh tế xã hội thì có mấy cái tồn tại. Một là thu ngân sách, tuy là có nhiều chuyển biến tạo cái nguồn lực cho thành phố, nhưng có thể khẳng định là cũng còn thất thu không phải là nhỏ, nhiều lĩnh vực bị thất thoát, thất thu. Và cái giải pháp hiện nay đấy thì phải nói là mới chỉ tập trung ở cục thuế để đi làm cái việc này, còn các lĩnh vực khác chúng ta triển khai sới lên thôi, nhưng mà tôi nói thì chưa mang lại hiệu quả. Thứ hai là các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, nhiều công trình rất quyết liệt, chỉ đạo tiến độ rất là nhanh, nhưng mà một số dự án, một số công trình trì trệ. Tôi nói ví dụ như là cái công viên Tam Bạc, thế rồi cái đoạn sau của quốc lộ 10, thế rồi một số dự án đã đưa vào kế hoạch năm 2017 nhưng tới nay chưa khởi công. Thì tôi cũng đề nghị là trên cơ sở những cái tồn tại như vậy thì các ông chí, các ngành, các địa phương, rồi các ông chí lãnh đạo ủy ban trực tiếp chỉ huy chỉ đạo cái lĩnh vực này, rút kinh nghiệm. Về nhiệm vụ tháng 9 ấy, thì chúng ta thống nhất với tất cả các cái vấn đề các ông chí cũng đã giải pháp các ông chí đưa ra, thì tôi chỉ đề nghị có mấy ý như này. Thứ nhất ấy, là chúng ta tiếp tục tập trung cao cho lãnh đạo về kinh tế. Trong lãnh đạo về kinh tế thì trước hết là cái thu ngân sách, và phương pháp làm việc ấy, là phải rõ từng đầu việc, chịu trách nhiệm từng người một. Bây giờ có 3 việc, một là cái chỗ xăng dầu, cái thứ hai ấy, là cái tài nguyên, thứ ba là đất đai. Chúng ta phải quyết tâm chúng ta làm như thế. Thế còn các cái nhiệm vụ trọng tâm đấy, về chuẩn bị cho lễ khai giảng, thế rồi một loạt các cái việc liên quan đến công tác xây dựng Đảng thì chúng ta tập hợp lại để chuẩn bị cho công tác quy hoạch cán bộ trong cái tháng 9 này. Người dân thành phố khát khao mong Hải Phòng phát triển, và Hải Phòng không thể không đứng thứ ba được. Rồi Trung ương cũng mong muốn Hải Phòng chúng ta phát triển. Thế bây giờ có mấy vấn đề. Một đấy là tình hình thực tế của thành phố năm 2017 chúng ta đang rất là tốt. Cái thứ hai là những công trình, những việc làm, những chương trình của năm 2018 của chúng ta rất tốt. Vingroup vào gần như chuyển trục trọng tâm về đầu tư Hải Phòng. Sun Group cũng chuyển trục trọng tâm đầu tư về Hải Phòng. Thế rồi cho Him Lam cũng bắt đầu triển khai các cái bản vẽ thiết kế đấu thầu xong rồi, sang năm bắt đầu chuyển trục triển khai. Thế rồi các nhà đầu tư trong nước ngoài nước tới Hải Phòng. Thế rồi chúng ta chuẩn bị triển khai cái Bắc Sông Cấm như thế. Rất nhiều công trình. Trên cái tinh thần như thế thì chúng ta xác định mục tiêu cho kế hoạch năm 2018. Rồi cũng trên tinh thần là chúng ta phải hoàn thành chỉ tiêu của đại hội. Chủ đề 5 thì tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách phải gắn với cải thiện môi trường đầu tư.
Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh một số chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch kinh tế xã hội năm 2018 như tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 15%, tổng thu ngân sách 76.000 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách địa phương là 32.000 tỷ đồng, thu nội địa 25.000 tỷ đồng. Chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của năm 2018 phải bám sát mục tiêu thành phố hoàn thành chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới trước một năm so với kế hoạch đề ra. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng tiếp và làm việc với ông Quân Sun Hoang, Phó Chủ tịch phụ trách toàn cầu ngành sản phẩm màn hình thuộc tập đoàn LG Electronics Hàn Quốc, cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng chào mừng đoàn công tác của tập đoàn LG tới thăm Hải Phòng và cho biết, những năm qua, thành phố luôn tạo điều kiện để các tập đoàn thuộc LG xây dựng nhà máy và hoạt động tại Hải Phòng, đồng thời mong muốn các sản phẩm của LG sẽ được phân phối nhiều hơn trên thị trường nội địa Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất LG nghiên cứu lắp đặt màn hình lớn tại giải trung tâm thành phố và một số khu vực đưa sản phẩm vào các khách sạn 5 sao đang khởi công xây dựng tại Hải Phòng để góp phần quảng bá cho thành phố và tập đoàn. Nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hóa mỹ phẩm trên địa bàn, chuẩn bị tốt cho lễ khánh thành nhà máy LG Display Hải Phòng trong tháng 10 tới. Ông Kon Jun Hwang trân trọng cảm ơn thành phố đã hỗ trợ tập đoàn LG thành lập các nhà máy tại Hải Phòng và mong thành phố tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho hoạt động của các tập đoàn doanh nghiệp thuộc LG. Ông cho biết qua chuyến công tác, LG sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển thị trường, kết nối đối tác kinh doanh tại Hải Phòng. Tập đoàn sẽ nỗ lực hơn nữa để thắt chặt mối quan hệ hợp tác với thành phố. Những đề xuất gợi ý của Hải Phòng, tập đoàn sẽ thảo luận với các sở ngành liên quan để nghiên cứu thực hiện. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phạm Văn Hà chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8 theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo và Luật tiếp công dân. Vụ việc ông Đặng Văn Thiệu và vợ là bà Trần Thị Lẽ ở thôn Giữa, xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên khiếu nại về việc Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông bà. Đối với diện tích 89m2 đất còn thiếu theo sổ mục kê năm 1985, tờ bản đồ số 1 thửa 786 ở thôn Giữa, xã Quảng Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phạm Văn Hà kết luận, việc Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Thiệu từ năm 2006 đến nay đã hết thời hiệu khiếu nại. Đồng chí giao Văn phòng Quản lý đất đai thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên rà soát các tài liệu, hướng dẫn các bên liên quan giải quyết theo đúng thủ tục trình tự, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 25 tháng 9 năm 2017. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ lãnh đạo tại Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố, cùng dự có đại diện các ngành đơn vị liên quan. Theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, ông Đào Quốc Khánh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố, nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 9, phân công ông Nguyễn Văn Quyến, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố, tạm thời phụ trách Liên minh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành ghi nhận và chúc mừng đồng chí Đào Quốc Khánh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời đề nghị đồng chí tiếp tục đóng góp công sức trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bệnh sốt xuất huyết đang có dấu hiệu tăng nhanh và lan rộng trên địa bàn thành phố. Tính riêng tại huyện Tiên Lãng, đến nay đã có 37 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết tại 15 trên 23 xã thị trấn. Nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh, những ngày qua, các cơ quan chuyên môn đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, nhân dân các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó. Ghi nhanh của phóng viên thời sự. Xã Vinh Quang, địa phương có 2 ca bệnh được phát hiện từ cuối tháng 7 vừa qua sau khi di chuyển từ Hà Nội về. Hiện 2 bệnh nhân này đã xuất viện và trở lại làm việc bình thường. Nhận thức sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết, chính quyền và nhân dân địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng chống bệnh. Chúng tôi thường xuyên là làm tốt cái công tác vệ sinh diệt ruồi muỗi, rồi là gậy bọ cung quăng một tuần 2 buổi, là dọn vệ sinh môi trường xóm ngõ. Bản thân hội viên và cùng với gia đình là chung tay chung sức để diệt bọ gậy, diệt lăng quăng để phòng chống cái bệnh sốt xuất huyết hiện nay là đang lan truyền rất mạnh, rất nhanh. Trước diễn biến phức tạp của bệnh sốt xuất huyết, nguy cơ bùng phát thành dịch, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng đã ban hành công điện về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết, phát động dọn vệ sinh môi trường và thành lập 5 đoàn kiểm tra ra quân tổng vệ sinh môi trường phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại 23 xã thị trấn. Trung tâm y tế huyện in hàng chục nghìn tờ hướng dẫn phát đến các hộ dân trên địa bàn, tổ chức phun xử lý 15 ổ dịch trên diện tích hơn 45.000m2. Hiện nay, cán bộ trung tâm y tế cũng đang rất là tích cực
trong công tác giám sát bệnh nhân để phát hiện sớm những bệnh nhân mà có dấu hiệu nghi ngờ, và chúng tôi kịp thời quan tâm đến công tác tư vấn với người bệnh để tránh lây sang những người xung quanh. Hiện bệnh sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh, do vậy biện pháp tốt nhất hiện nay là phòng tránh muỗi đốt, diệt muỗi và không để muỗi sinh sản bọ gậy lăng quăng. Bên cạnh đó, công tác khoanh vùng phun thuốc khử khuẩn môi trường tại các ổ dịch cũng đang được triển khai tích cực tại các địa phương. Tính đến thời điểm này, toàn thành phố ghi nhận hơn 380 ca mắc sốt xuất huyết đang điều trị tại các bệnh viện. Trước nguy cơ lan rộng của bệnh sốt xuất huyết, thành phố đã chỉ đạo các sở ngành địa phương đơn vị tập trung triển khai các biện pháp ứng phó, đẩy mạnh tuyên truyền trong cộng đồng dân cư, chủ động kiểm soát, hạn chế thấp nhất nguy cơ bệnh bùng phát thành dịch. Hiện 3 bệnh viện tuyến thành phố là Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Bệnh viện Đa khoa Kiến An và Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã chuẩn bị khu vực điều trị cách ly cho người bệnh sốt xuất huyết, chủ động liên kết với các bệnh viện tuyến dưới để chuyển người bệnh nhẹ về tuyến dưới, điều trị kịp thời với mục tiêu không để xảy ra trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Trong phần tiếp theo của chương trình, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm làng nghề truyền thống, vấn đề còn bị bỏ ngỏ. Các doanh nghiệp châu Âu trước tác động của đồng euro tăng mạnh. Thưa quý vị và các bạn, mùa thu năm 1956, ngay sau khi giải phóng Hải Phòng một năm, Ủy ban Quân chính thành phố đã công bố quyết định thành lập Đài Truyền thanh Hải Phòng, nay là Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Nhạc hiệu phát thanh đầu tiên trong bản nhạc Cửa biển đã mở vang lên trên khắp phố phường ấy, hẳn còn lưu nhớ trong ký ức nhiều người. Năm 1974, một dấu mốc không thể nào quên khi Đài Truyền thanh Hải Phòng tiến đến gần hơn với một khái niệm chưa từng có, đó là làm truyền hình và chính thức đảm nhiệm cả hai thể loại phát thanh và truyền hình. Từ ngày 1 tháng 9 năm 1956 đến nay, những người làm báo nói, báo hình dưới ngôi nhà chung TSP vẫn luôn không ngừng nỗ lực để mỗi dây hình phút lên sóng. Đài Phát thanh Truyền hình giữ vững vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền thành phố, diễn đàn của nhân dân và thực hiện mục tiêu trở thành một trong năm đài lớn nhất của cả nước. Đây là Đài Truyền thanh Hải Phòng. Mời các bạn nghe bản tin chiều nay của chúng tôi. Mời các bạn nghe bản tin chiều nay của chúng tôi. Những giọng đọc quen thuộc trong ký ức nhiều người. Những gương mặt đã trở thành thân thuộc. Những bước chân đi mà lửa nghề không biết mệt mỏi. Và những hành trình đang tiếp nối hôm nay. Đi xuống đi lấy cho. Rồi, đưa camera đây. Không chỉ là Trường Sa hay địa đầu Tổ quốc, miền Trung nắng gió, mến, Tây Nguyên mà không ghé qua thác Reinu, cho tới các chuyến công tác nước ngoài, để cánh sóng THT vươn xa, dấu chân của những người làm nghề đã đến khắp nơi. Có thể nói chỉ trong vài năm trở lại đây, nhất là từ cuối năm 2016, sau khi dừng phát sóng analog, chuyển sang số hóa, phát sóng HD, Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng đã có bước chuyển đổi mang tính bước ngoặt. Một cuộc đổi mới toàn diện, hẳn là thách thức không nhỏ, đòi hỏi cả tập thể phải tạo thành một khối thống nhất, vận hành đồng bộ và ổn định làn sóng. Quá trình chuyển đổi công nghệ đã được thực hiện khẩn trương. Toàn bộ các bản tin thời sự đã được thay đổi cách thức thể hiện. Chỉ trong thời gian ngắn, gần 20 chương trình, chuyên đề, chuyên mục, tạp chí ra mắt cả trên hai hệ thống phát thanh và truyền hình, theo các format hoàn toàn mới, với hình ảnh sắc nét, cách thể hiện gần gũi, sinh động, chuyên nghiệp. Trong đó có nhiều chương trình chuyên biệt. Người sẽ đồng hành cùng quý vị trong 10 phút sắp tới của chương trình. Phản ánh đặc trưng nhịp sống thành phố cảng. Thời gian phát sóng được sắp xếp lại phù hợp với yêu cầu khán giả. Những thông tin thời sự chính trị, vấn đề nóng đã được truyền về trực tiếp bằng hệ thống kết nối thiết bị đồng bộ. Các nội dung tương tác với khán giả. Sử dụng công nghệ ghi hình hiện đại đã giúp cho chất lượng các chương trình lên sóng được khán giả ngày càng đánh giá cao. Các cái công nghệ hiện đại hiện nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng thì chúng tôi cảm thấy rất là thuận lợi, bởi vì ở bất kỳ nơi đâu chỉ cần với những cái thiết bị của điện thoại hoặc là các cái thiết bị công nghệ thì chúng tôi vẫn có thể xem được tất cả các nội dung của Đài Truyền hình Hải Phòng.
Về cái nội dung thì mình cũng thấy là rất là phong phú và đa dạng, đặc biệt là những cái nội dung mà mình cảm thấy là rất thiết thực trong cuộc sống và đặc biệt là truyền tải được những cái thông tin rồi là những cái mong muốn của người dân. Hiện nay, khán giả có thể xem các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng trên hầu hết hệ thống truyền hình, các thiết bị thông minh có kết nối Internet như truy cập trang web thhp.vn hoặc thông qua kênh YouTube. Một mô hình truyền thông đa phương tiện, tích hợp nhiều loại hình báo chí và cho ra mắt kênh mới đang tạo nên bước chuyển đột phá của THP trong tương lai. Bước vào công cuộc đổi mới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng chúng tôi quyết tâm đổi mới trên các lĩnh vực, tổ chức bộ máy, con người, tư duy, đổi mới cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật. Ban giám đốc đài cũng quyết tâm xây dựng đài, đổi mới đài để trở thành một trong năm đài lớn của cả nước. Lịch sử luôn là bệ phóng để vươn tới những tầm cao mới. Từ những buổi đầu truyền thanh non trẻ qua bước sóng dài 61 năm, Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng đã vững bước đặt mục tiêu là một trong năm đài lớn nhất cả nước vào năm 2018, tiếp tục khẳng định là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền thành phố và diễn đàn của nhân dân. Nhịp cầu của niềm tin và khát vọng trên hành trình đổi mới sẽ nối dài hơn tình yêu của chúng tôi, những người cầm bút, cầm máy, cả những người phía sau màn hình với công việc thầm lặng không tên, để rồi gạn lọc, trao đãi cho ra đời các tác phẩm báo chí thực sự có trách nhiệm, nơi gửi gắm niềm tin của nhân dân thành phố Hải Phòng. Trong giai đoạn hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay, thương hiệu là tài sản vô hình thuộc quyền sở hữu trí tuệ của cá nhân và tập thể. Việc đăng ký bảo hộ độc quyền về sở hữu trí tuệ là một yêu cầu cần thiết để khẳng định thương hiệu, uy tín của sản phẩm đối với người tiêu dùng. Tại Hải Phòng, thời gian qua, việc cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể, bảo hộ độc quyền cho các sản phẩm đặc sản làng nghề được quan tâm triển khai nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, việc phát huy và sử dụng thương hiệu để quảng bá sản phẩm trên thực tế thì lại chưa được quan tâm đúng mức. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại làng bánh đa Lạng Côn, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy. Làng Lạng Côn, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy từ trước tới nay vẫn nổi tiếng với nghề làm bánh đa. Đây là nghề truyền thống đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với trồng lúa. Nhiều năm nay, bánh đa Lạng Côn đã vượt khỏi phạm vi làng xã, theo chân thương lái vươn ra thị trường trong và ngoài thành phố, khẳng định thương hiệu bánh đa truyền thống của một vùng quê tại Hải Phòng. Năm 2016, sản phẩm bánh đa làng Lạng Côn được đăng ký nhãn hiệu độc quyền, cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương mở rộng quy mô, quảng bá thương hiệu. Tuy nhiên, sau hơn một năm nhận giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền do Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp, đến nay, hầu hết các sản phẩm bánh đa của làng Lạng Côn cung cấp ra thị trường vẫn không có bao bì, nhãn mác theo mẫu đã được cấp. Tuyên truyền cho các hộ là liên hội nông dân xã để đăng ký là dán cái nhãn hiệu sản phẩm vào. Thì trong nhiều cái cuộc hội nghị thì hội nông dân xã cũng tuyên truyền, nhưng mà các hộ sản xuất bánh đa cũng chưa quan tâm chú trọng lắm về cái nhãn hiệu sản phẩm. Theo tìm hiểu của phóng viên thời sự, để có được nhãn hiệu bảo hộ độc quyền cho sản phẩm bánh đa Lạng Côn, chính quyền địa phương và các ngành liên quan phải mất hơn một năm thực hiện các quy trình thẩm định và thủ tục theo đúng quy định. Tuy nhiên, các hộ sản xuất và kinh doanh bánh đa tại địa phương dường như lại không hề mặn mà với vấn đề này. Cái tem đấy hay quá, người ta để quảng cáo lên, mọi người ta biết được cái nơi này, cái làng Lạng Côn này là cái làng nghề truyền thống từ xưa đến nay mà bây giờ đã được thành phố đã chứng nhận cho mình làm cái làng nghề, được cái logo sản phẩm đấy hay quá đấy chứ. Thì người ta cũng thông báo là không phải mất tiền gì, nhưng cũng lấy về để dán vào cái sản phẩm của mình đi để quảng cáo mặt hàng ấy, nhưng mà cái này là cũng nỗi ở tại người dân chứ không phải là trên xã. Vấn đề xây dựng thương hiệu làng nghề bánh đa Lạng Côn rõ ràng cần được nhìn nhận từ hai phía. Một bên là chính quyền địa phương chưa thật sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, tuyên truyền và vận động người dân. Nhưng quan trọng hơn cả là bản thân người dân, hộ sản xuất vẫn chưa nâng cao nhận thức trong việc xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm đặc sản truyền thống của địa phương. Nhìn gói bánh đa thành phẩm không nhãn mác như thế này, liệu quý vị và các bạn có thể phân biệt được đây chính là sản phẩm truyền thống nổi tiếng của làng Lạng Côn, xã Đông Phương? Trong khi nhiều làng nghề, doanh nghiệp đang cố gắng nỗ lực để xây dựng thương hiệu sản phẩm độc quyền nhằm gia tăng giá trị cho sản phẩm,
thì người dân làng Lạng Côn xã Đông Phương lại thờ ơ và lãng phí về vấn đề này. Trong cơ chế thị trường nhiều cạnh tranh như hiện nay, thì tư duy sản xuất manh mún, thiếu liên kết sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển bền vững và đặc biệt là sự sống còn của làng nghề trong tương lai. Chuyển sang phần tin quốc tế, giá trị đồng tiền chung châu Âu Euro tăng mạnh trong thời gian gần đây đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh và xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp. Các chuyên gia kinh tế nhận định đồng Euro mạnh có thể ảnh hưởng tới quá trình phục hồi kinh tế của khu vực Eurozone. Trong phiên giao dịch hôm qua, giá trị đồng Euro đã lên mức 1 euro đổi 1,2 đô la Mỹ, lập kỷ lục cao nhất kể từ đầu năm 2015. Xu hướng đồng Euro mạnh đang khiến nhiều doanh nghiệp châu Âu vốn phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu, lo ngại kết quả kinh doanh và lợi nhuận của họ sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp, nhất là các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không, y tế, các mặt hàng xa xỉ, sản xuất xe hơi hay viễn thông. Mặc dù vậy, các nhà kinh tế hàng đầu châu Âu cho rằng đồng euro mạnh hiện nay chỉ ảnh hưởng rất nhỏ tới tốc độ tăng trưởng của khu vực và có thể chỉ làm giảm tốc tăng trưởng của năm nay là 0,1%. Ngày 31 tháng 8 năm 1997, công đương Diana của Hoàng gia Anh đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Paris, Pháp. 20 năm sau ngày bà ra đi, người dân Anh vẫn luôn dành nhiều tình cảm đặc biệt cho vị công nương xinh đẹp và giàu lòng nhân ái. Những ngày này, rất đông người dân Anh đã đổ về khu vực cung điện Kensington, nơi công nương Diana từng ở, để đặt hoa tươi, thiệp và những bức ảnh về bà. Trong khi đó, hai con trai của công nương Diana là hoàng tử William và hoàng tử Harry đến thăm khu vườn toàn sắc trắng được trồng trong điện Kensington để tưởng nhớ công nương. Dự kiến một bức tượng công nương Diana sẽ sớm được dựng trong khu vườn này. Còn tại Pháp, hôm qua nhiều người đã tới đặt hoa và những tấm ảnh về bà tại khu vực gần đường hầm cầu Anman, Paris, nơi công nương Diana gặp nạn để tưởng nhớ bà. Tại Italia vừa diễn ra giải thể dục nghệ thuật tranh cúp vô địch thế giới năm 2017 với những màn biểu diễn ấn tượng của các vận động viên tranh tài ở nhiều nội dung. Tại giải vô địch thế giới bộ môn thể dục nghệ thuật năm nay, hai chị em song sinh người Nga Rina và Dina tiếp tục làm người hâm mộ vô cùng hài lòng bởi thành tích của mình. Nữ vận động viên Rina Averina giành huy chương vàng ở nội dung bài tập với bóng, còn người chị của cô là Dina giành huy chương bạc ở nội dung bài tập với vòng. Cả Rina và Dina đều từng lần lượt giành chức vô địch tại giải thể dục nghệ thuật châu Âu mặc dù họ chỉ mới 19 tuổi. Thành tích của các cô tại giải vô địch thế giới lần này thêm một lần nữa thể hiện tài năng thể thao của cá nhân mỗi người cũng như khẳng định vị thế của thể thao Nga trên đấu trường quốc tế. Tại sa mạc Atacama, sa mạc khô cằn và khắc nghiệt nhất thế giới ở miền Bắc Chile, đang diễn ra một hiện tượng kỳ thú, đó là cánh đồng hoa dại với hàng trăm loài đua nhau khoe sắc. Vào tầm tháng 9, tháng 10 hàng năm, những đám mây sương mù dày đặc từ Thái Bình Dương di chuyển dần vào đất liền, mang theo hơi ẩm, đã khiến cho các mầm hoa dại trên sa mạc khô cằn Atacama nhú lên khỏi mặt đất. Sương mù đi đến đâu, hoa nở đến đó, và chỉ sau vài ngày, cả một vùng sa mạc rộng lớn được bao phủ bằng những mảng màu sống động của các loài hoa. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.